Thói quen cực đơn giản sẽ thúc đẩy sự giàu có và thành công của bạn. Ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Cách chúng ta sử dụng thời gian là cách chúng ta tạo ra cuộc sống của mình. Theo thống kê, thời gian chúng ta dành để xem TV hay truy cập mạng xã hội hàng năm có thể tương đương với thời gian dành ra để đọc 200 cuốn sách. Nếu Warren Buffett và Bill Gates có thể dành thời gian để tự trau dồi bản thân, bạn cũng hoàn toàn có thể. Đừng lãng phí thời gian mà hãy sử dụng nó để vạch ra những kế hoạch. Bạn sẽ tìm thấy động lực. Thói quen thứ hai, cụ thể hóa các quyết định của bạn. Điều này có vẻ khó khăn nếu bạn đang phân vân giữa nhiều lựa chọn. Nhưng năm nay, hãy đơn giản hóa cuộc sống của bạn bằng cách cụ thể hóa các quyết định. Khi bạn áp lực vì phải làm nhiều điều cùng một lúc, hãy xem lại các ưu tiên của bản thân, xem nó có phù hợp với các mục tiêu bạn đặt ra cho mình hay không. Bằng cách này, bạn sẽ giảm bớt những phiền nhiễu, tập trung vào điều quan trọng và đi tới đích nhanh hơn. Thói quen thứ ba, điều chỉnh tài chính. Để cải thiện tình hình tài chính của bạn trong năm nay, chúng ta hãy áp dụng quy tắc 50-30-20. Hàng tháng, hãy dành 50% thu nhập của bạn để chi trả cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày cần thiết. 30% tiếp theo, bạn có thể chi tiêu vào bất cứ điều gì bạn muốn. 20% còn lại là phần quan trọng nhất để dành cho việc đầu tư. Thói quen thứ tư, tiết kiệm không đắn đo. Nếu bạn chủ động tiết kiệm, số tiền đó sẽ được an toàn trong tài khoản tiết kiệm. Bạn sẽ không rút ra để chi tiêu và nó sẽ được sử dụng để đầu tư hoặc cải thiện tài chính trong tương lai. Nếu bạn có thể tự động đưa ra một dòng tiền vào tài khoản tiết kiệm của mình, nó sẽ giúp bạn hạn chế chi tiêu cho những thói quen sở thích không cần thiết. Thói quen thứ năm, luôn tích cực. Theo một nghiên cứu của NCBI, những người có thái độ tích cực thường thành công hơn vì họ tận dụng tốt các cơ hội và đặt ra các mục tiêu to lớn hơn. Có thể không dễ dàng để có thể ngay lập tức hình thành thói quen sống tích cực, nhưng nó có thể được thực hiện bằng cách thư giãn và không để cho cảm xúc bào mòn bạn. Hãy suy nghĩ và hành động tích cực để bạn không bị mắc kẹt với lo âu, phiền toái. Thiền định cũng là một cách vô cùng hữu ích để bạn tĩnh tâm và cải thiện tâm trí. Thói quen thứ 6, yêu cầu giúp đỡ. Có rất nhiều giá trị trong việc học cách yêu cầu người khác giúp đỡ. Những người thành công nhất cũng sẽ không thể đạt được tất cả những gì họ mong muốn mà không cần đến bàn tay giúp đỡ của người khác trên đường đi. Vì vậy, lần sau khi bạn cần ai đó giúp sức, đừng ngần ngại đưa ra yêu cầu. Thói quen thứ 7, bắt đầu sớm. Hãy bắt đầu tiết kiệm tiền và đầu tư càng sớm càng tốt. Các tỷ phú trên thế giới đều nhận ra giá trị to lớn của lãi suất kép. Từ một số tiền đầu tư nhỏ bây giờ, sau này nó có thể trở thành cả một khối tài sản. Ngoài ra, thống kê cho thấy nhiều công ty lớn nhất trên thế giới đều được điều hành bởi các CEO dưới 40 tuổi. Điều đó có nghĩa là bạn không nhất thiết phải đạt được thành công khi còn trẻ tuổi, nhưng chưa bao giờ là quá sớm để bắt đầu. Đừng bao giờ ngại thách thức trong sự nghiệp, ngay cả khi bạn nghĩ bạn còn thiếu kinh nghiệm. Đừng nên chờ đợi thời điểm hoàn hảo để có được cơ hội, bởi có thể nó sẽ chẳng bao giờ đến.